Yếu tố số 8, yếu tố cuối cùng đó là cá sẽ bơi ở khu vực trung tâm của hồ. Nếu mà bạn thấy rằng chú cá của mình bơi một cách duyên dáng, uyển chuyển ở gần trung tâm của bể cá mà không có ngại cái dòng nước á, thì đây là một dấu hiệu hiển nhiên, nó một cái bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng chú cá của bạn đang khỏe mạnh.